Xây cầu là một công việc cần làm rất nghiêm túc. Gà Tây có vẻ hiểu và dường như rất tập trung vào công việc. Nhưng với thi sĩ Mây, những ngày này anh chàng dường như đang ở trên mây thực sự. Khi anh chàng có điều kiện ríu rít bên bồ câu suốt cả ngày thế này. Biết những cái khó cái khổ của đất nước chỗ này chỗ nọ. Sau này về thực tế vô cuộc sống của mình. Vì sao mấy hôm nay gà chỉ lặng lẽ quan sát Mây và bồ câu từ xa như vậy? Thì ra có thể là không quan tâm nữa, coi như là mình không theo đuổi nữa thì cũng không phải, mà mình sẽ quan tâm một cách nó sâu sắc hơn. Có vẻ đó là những gì gà Tây rút ra được sau những lần tiếp cận hoa lá cành như thế này. Bồ câu gọi này là lạ không bồ câu? Lá là bồ câu. Cái lá nó bị vàng á ông, cái này cái hoa nè. Cái lá màu trắng. Cái lá màu trắng. Cái hoa trong đây nè. Cái gì? Không tiếp cận mà chỉ ngồi yên lặng quan sát. Phải chăng gà Tây đang nghĩ cách làm thế nào để lấy lại thế thượng phong như thời gian trước? Nhưng có người đã cùng cảnh ngộ lại còn chọc anh chàng. Ngày nào anh chả một mình? Hôm nay khác hôm mấy bữa. Khác chỗ nào? Hôm nay ông đứng một mình. Ngày nào anh cũng đứng một mình mà. Đứng ở đợi. Và đây là giận cá chém thớt. Em mới là đứng một mình á. Anh đang ngồi. Hôm đó trong nhật ký, gà Tây viết thêm: sao chán thế nhỉ? Bồ câu ơi là bồ câu, em làm anh suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Dù không vui, nhưng Nấm không ngồi một mình như gà Tây. Cô đã có giải pháp riêng của mình. Đằng sau bề ngoài vui vẻ của Nấm là những dòng nhật ký. Liệu Nấm có thể đưa ra một quyết định đúng đắn lúc này không? Một quyết định mà mọi người đều ủng hộ Nấm. Nấm sẽ sống thật với lòng mình và dám nói lên tất cả chứ? Nấm à, hãy cố lên, hãy can đảm thực sự để nói lên tất cả nha. Chúc Nấm may mắn. Trong lúc chờ bê tông trên mặt cầu khô, mấy bạn trẻ tổ chức một buổi dã ngoại. Sáng hôm đó, họ nhận được từ lễ tân khách sạn bức thư của một fan hâm mộ chương trình. Hello, biết đoàn đang ở Hà Tĩnh, đã ghé qua khách sạn gửi thư cho 7 thành viên. Trái tim, em là Hà Phương, một trong các fan hâm mộ của các anh chị. Em chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ và tìm được tình yêu đích thực của mình. Em có một lời khuyên cho các anh chị: khi đã yêu một người thì hãy nói với người mình yêu bằng tình yêu. Bằng tình yêu, lòng chân thật của mình. Không nên giấu tình yêu của mình, sau này sẽ hối hận đó. Thôi em xin ngừng bút tại đây. Bùi Thị Hà Phương, thị xã Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh. Nếu yêu ai, hãy nói với người đó bằng tình yêu chân thật của mình. Đó là điều mà chủ nhân bức thư gửi đến các bạn trẻ. Bức thư tuy là lời nhắn nhủ gửi cho tất cả mọi người, nhưng riêng Nấm có vẻ như cô thật sự suy nghĩ về lời khuyên đó từ đó. Địa điểm được các bạn lựa chọn là một khu rừng thông rất lãng mạn cách nơi ở vài cây số. Đoàn quyết định hạ trại và tự nấu nướng. Được á. Ăn cho đẹp. Tại vì mình ăn đồ khô mình đâu cần phải nấu gì đâu. Oh yeah. Ok. Nấm có vẻ đã sẵn sàng để đi chợ cùng mì tôm. Nhưng hóa ra những người đi chợ lại là có hàng đông lạnh, hàng thực phẩm thì nó còn gà Tây. Anh chàng xung phong đi chợ chắc để tránh phải nhìn những cảnh rất tình cảm giữa thi sĩ Mây với bồ câu, trong khi anh chàng vẫn chưa tìm được cách tiếp cận nào sâu sắc hơn. Không có đối thủ cạnh tranh, thi sĩ Mây hôm nay chuyển sang môn nghệ thuật trình diễn. Thì ra gà Tây đã có mục đích của mình. Có gì ấy? Thế phải làm là lại phải làm thế rồi có chỗ đi lại. Người ta bảo những người đang yêu đương dường như có một linh cảm đặc biệt để cảm nhận mọi sự việc diễn ra quanh người họ yêu. Điều này dường như đặc biệt đúng với trường hợp của Nấm.
cô yên lặng suốt buổi hôm nay. Mỗi người một tâm trạng, cả nhóm vừa hát vừa sáng tác lời hay cho bài hát Chuyến Xe Tình Yêu. Những lời hát hôm nay dường như càng làm cho một cô gái đa cảm như nấm thêm trầm tư. Xe bay cao, khát khao, chuyến xe tình yêu, bao nhớ nhung tình ai. Ôi chuyến xe tình thân. Chiều hôm đó, với lý do mệt mỏi, nấm không tham gia vào công việc xây cầu. Hình như nấm đang chuẩn bị cho một điều gì đó. Sau nhiều ngày cùng nhau trên hành trình, người con trai được cô gái nhỏ nhắn, sống nội tâm này dành cho sự quan tâm đặc biệt ngay từ những ngày đầu trên hành trình. Chính là mì tôm. Họ cũng đã có những giây phút lãng mạn, những cuộc nói chuyện rất thẳng thắn bên nhau. Cô đã gần như công khai tình cảm của mình với mì tôm. Nhưng hôm nay, cô sẽ làm một món quà đặc biệt gì đó để tặng mì tôm chăng? Những ngôi sao đã được nấm cẩn thận gấp lại. Những lời nhắn nhủ kèm số điện thoại của mình đã được nấm viết vào 31 mảnh giấy nhỏ với những nội dung gần giống nhau để gửi đến mì tôm cải cúc. Em buồn quá, anh biết tại sao không? Vì không nói chuyện với anh đó. Cho anh số điện thoại của em nè, 093708. Một bức thư cũng đã được cô chuẩn bị. Hôm nay là ngày thứ 31 tụi mình bước chân lên hành trình kết nối những trái tim. Và như vậy cũng có nghĩa là em đã gặp anh, chơi với anh, nói chuyện với anh, cùng ngồi với anh trên chiếc xe màu hồng này được 31 ngày rồi anh ha. Những ngày vừa qua đã để lại trong em bao nhiêu là kỷ niệm. Vui có, buồn cũng có, và rất nhiều thứ cảm xúc đang xen trong em. 31 ngày đó không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng đối với nấm, chừng đó là quá đủ để cô có một tình cảm. Vui có và buồn cũng có, với mì tôm cải cúc. Và với tình cảm như vậy, người ta chỉ có thể gọi đó là bước đầu của tình yêu. Và ngay buổi chiều hôm đó, nấm đã đi đến quyết định. Dạ anh ơi, cho em xin tấm vé, cho em xin cặp vé vào hành trình. Cố gắng lên em nhé. Cảm ơn. Được đi lên. Được đi lên nhé. Dạ cảm ơn. Rồi, chúc em thành công. Dạ. Cuối buổi chiều hôm đó, nấm chờ chàng trai của mình trên chiếc cầu đang được thi công dang dở. Và người đó cuối cùng cũng đến. Chào anh. Chào em. Chắc một lần nữa em làm cho anh bất ngờ, đúng không anh? Hả? Chắc một lần nữa em làm cho anh bất ngờ, đúng không? Lần này không những là bất ngờ mà cảm giác... cái đường này mình đi làm hàng ngày không thấy gì, nhưng mà tự nhiên lúc ấy đi anh đi thế xa mãi à? Không biết là đi đâu. Trưa nay trong bữa cơm trưa em rất buồn vì hôm trưa nay là lần cuối cùng em ăn cơm chung với mọi người trong chuyến hành trình này. Và chắc anh cũng biết là trong bốn anh thì anh là người đặc biệt nhất với em. Chính vì vậy em không thể thích được ai khác. Có lẽ trước đây thì em đã không cố gắng hết sức để cho anh biết được tình cảm anh dành cho anh là như thế nào. Chắc đó là sai lầm của em. Nhưng bây giờ em và anh cùng đang đứng trên cây cầu mà nhóm mình đang làm. Mặc dù nó vẫn chưa xong. Thì em cũng rất muốn thấy cây cầu được hoàn thiện nhưng mà có lẽ là không kịp. Có lẽ đây là lần cuối cùng em dũng cảm để thể hiện tình cảm của em dành cho anh. Hôm nay em đã xin tấm vé rồi hành trình dành cho hai người.
Dạ, em muốn mời anh về cùng em. Em có một món quà nhỏ dành cho anh. Trong đây là một bức thư và những mẫu giấy nhỏ mà em viết dành cho anh. Bức thư em không thể nói lên, không thể nói hết được nên em là muốn viết cho anh. Còn những mẫu giấy này thì em mong là khi nào anh nhớ như em thì anh hãy lấy một mẫu ra và đọc nó. Em tặng anh. Và đây cũng là một cuốn sách em tặng cho anh. Mong là khi nào anh nhớ như em thì anh hãy đọc nó. Bởi vì anh em nói là lâu rồi anh cũng không đọc sách. Tấm vé, anh cầm tấm vé. Em rất cảm ơn anh trong những ngày vừa qua đã, anh và em đã có những lúc nhớ nhớ và vui vẻ. Em mong anh suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Em chờ đợi câu trả lời của anh. Anh biết là để mà nói ra những điều mà em vừa nói với anh nó khó thế nào. Chắc chắn là anh sẽ cần thời gian để anh suy nghĩ. Rồi, anh sẽ suy nghĩ. Như cô nói, Nấm đã thực hiện cố gắng cuối cùng. Giờ đây chính Mì Tôm là người phải quyết định. Đã có lần Mì Tôm tâm sự với cả đoàn rằng anh sẵn sàng trở thành chàng rể Phương Nam nếu tìm được một người mình thương. Nhưng đứng trước cơ hội này, Mì Tôm sẽ quyết định thế nào đây? Những lời chân thành từ trái tim Nấm, cô gái sống rất nội tâm, giàu tình cảm, liệu có khiến Mì Tôm dừng bước hay anh vẫn ở lại để đi tiếp cùng hành trình? Em chọn ở cây cầu vì em thấy là khi mà mời anh về cây cầu thì sẽ có ý nghĩa hơn. Cây cầu là cái mà tụi em đang làm dở dang, nhưng mà em cũng rất là muốn nhìn thấy cây cầu được hoàn thiện, nhưng mà thật sự là không thể được nên là em vẫn muốn mời anh về ở cây cầu. Tôi thấy đúng là buồn, cũng khá buồn cho Nấm. Dường như đây là một cách bạn ấy lựa chọn giải thoát. Bây giờ thì mình đang cảm thấy mình đồng cảm với Nấm và buồn cùng với tâm sự của cô ấy. Nhưng mà em sẽ cảm thấy vui vì điều đó, bởi vì Nấm đã thực sự biết được mình nên làm điều gì. Và nếu như mà Nấm còn tiếp tục chuyến hành trình này thì em nghĩ kết quả có lẽ là cũng sẽ không tốt đẹp đâu. Và sẽ làm cô ấy phải trải qua nhiều cái nỗi buồn hơn nữa. Nhưng Nấm vẫn còn một ít hy vọng, dù rất là nhỏ. Hy vọng rằng anh chàng Mì Tôm này có một cái sự thay đổi, một sự cái nhìn nhận đúng hơn. Và nghĩ là riêng đối với việc của Nấm, chúng ta nhìn ở hai khía cạnh. Nếu khía cạnh là một người con gái, một người phụ nữ đang yêu thì Nấm rất là dũng cảm. Nói lên sự thật của mình, nói lên cái tình cảm của mình, bày tỏ tình cảm của mình với người mình có tình cảm. Đấy là rất dũng cảm, không phải người con gái nào cũng làm được điều đó. Đúng rồi. Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh trong cuộc sống thì có thể đây lại là một sự trốn tránh. Và trốn tránh thì lại không còn là dũng cảm nữa. Bởi vì đây là một cái chuyện làm cho Nấm cảm thấy rất là buồn, suy sụp và thất vọng và não nề. Và cô ấy không còn hứng thú. Không cho còn hứng thú, đi, đúng rồi, cho những chuyến đi, đi dài nữa. Cho nên là cô ấy phải quyết định thôi. Không, nhưng mà tôi thì tôi rất là ủng hộ quyết định. Em cũng vậy. Tại Hà Tĩnh, Nấm đã thay đổi và mạnh mẽ bộc lộ tình cảm của mình với Mì Tôm. Và điều này đôi lúc đã làm Lá bối rối. Mây ngày càng tấn công quyết liệt hơn, khiến cuộc chạy đua giữa Gà Tây và Mây ngày càng hấp dẫn. Gà Tây liệu có giành lại được ưu thế trong thời gian tới? Còn Nấm, với những nỗ lực cuối cùng của mình trong việc đến với Mì Tôm, cô đã xin vé rời hành trình với hy vọng Mì Tôm Cải Cúc sẽ về với mình. Liệu Mì Tôm Cải Cúc có về với Nấm hay cô sẽ ra về một mình? Những người mới nào sẽ đến với chương trình? Tất cả sẽ có trong tập 50 Lời Tỏ Tình Ở Nhật Lệ. Hành trình kết nối những trái tim vào lúc 22 giờ tối thứ ba trên kênh HTV7, lúc 20 giờ 10 phút tối thứ hai trên kênh 1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Bạn có muốn biết hành trình kết nối những trái tim sau 52 tập sẽ như thế nào? Hãy đến với gala kỷ niệm 1 năm phát sóng diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2009. Bạn sẽ được gặp mặt và giao lưu với những gương mặt thân quen của chuyến xe tình yêu. Những điều thú vị sẽ được công bố, những thắc mắc của khán giả sẽ được giải đáp. Tôi khoái những người đàn ông mà đàn ông. Làm sao để nhận được vé mời? Hãy đăng ký nhận vé tại 18 bis 22 Nguyễn Thị Minh Khai quận 1 hoặc tại website lovebird.com.vn.
Khi mua một quyển sách được chuyển thể từ hành trình kết nối những trái tim hay mua một áp thun của chương trình, bạn sẽ được tặng một cặp vé xem gala và số tiền đó sẽ được đóng góp vào quỹ kết nối những trái tim. Hãy đến với gala để cùng kết nối.